Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi sáng ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Thì buổi sáng ngày hôm nay bên Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi toàn thể quý vị một cái clip về những sản phẩm đàn guitar thùng bãi hàng có EQ, có mic thu quý vị nhé. Đấy, thì trước mắt quý vị đây là rất là nhiều sản phẩm hàng bãi từ bên Nhật về, nhưng mà là phân khúc là sản xuất nước thứ hai thứ ba. Hàng cũng rất là nhiều, nhiều mẫu mã đa dạng và đẹp. Thì trước mắt quý vị ở đây là có 3 cây là hàng thùng gỗ từ A đến Z hết, có gắn EQ, đây thằng thiếu lắp pin này. Ba cái này được chốt cho một vị khách khách hàng quen đã từng mua hàng tại trung tâm Nhật Phúc cách đấy vài hôm, để bác này mua một cây Takama đấy với giá là 6,5 triệu. Thì hôm nay bác này là chốt thêm 3 cây này nữa, bác ấy mua luôn cả 3 cây đấy, mua luôn cả 3 cây thì với giá cực tốt cho bác này là 2,5 triệu một cây. Đó, giá cực kỳ tốt luôn. Đây, có một cây này mã rất là đẹp, nhìn như là cái hàng của Takama luôn, vì ở đây thì hầu như là không thấy nó ghi là Made in gì. Đấy. Thương hiệu Beckley này. Đấy, đàn rất đẹp, rất ok luôn. Đấy, giá có 2,5 triệu mà hàng có gắn EQ. Thì em sẽ test lần lượt cho quý vị và em sẽ giới thiệu cho quý vị thêm những cây còn lại là giá tầm tiền bao nhiêu để quý vị nắm bắt được cái sản phẩm mà em xả hàng cho những cái chương trình mà ngày Tết này. Đây. Con này là Electcode Aria này, hàng của Aria Pro đấy, rất là đẹp luôn. Đây, mỗi tội là EQ này đang thiếu lắp pin thì cũng để ra giá rẻ về bác này, bác về tự lắp thêm lắp pin. Đây, con này cũng con này sản xuất nước thứ ba này, Sepia Crut. Đây, con này thì không chạy pin, con này chỉ có EQ cần gạt thôi. Đấy, thì bác này này là chốt 3 cây này và bác ấy đã đặt cọc 1 triệu cho 3 cây. Đấy. Thì theo mỗi một cây đàn là giá là 2,5 triệu thì mỗi một cây đàn là có một bao, tặng thêm một bao da, ba lớp mới, một bộ dây phụ và hai móng gảy. Thì thưa các bác, ở trong những thời điểm cuối năm, những thời điểm mà cận Tết âm lịch, Tết Nguyên đán như này thì em mới xả những cái mặt hàng này giá tốt cho quý vị như vậy. Thì chắc là cũng chỉ còn hôm nay là ngày 22 âm lịch rồi. Cũng chỉ còn là ngày mai ngày kia nữa là cùng thôi, là sẽ ngưng nhận hàng tất cả nhé. Đó, tổng chốt vào ngày 24 âm lịch là sẽ không nhận hàng tất cả các nơi. Đó, không nhận hàng tất cả các nơi ở khu vực miền trong nhé. Thì còn khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Bắc thì có thể là nhận đến ngày 26. Nhưng riêng khu vực miền Nam, đấy, khu vực Sài Gòn miền Nam là sẽ sau ngày 24 âm lịch là sẽ không nhận nữa. Đấy, nếu có nhận thì chưa chắc đã các bác đã nhận được hàng trước Tết đâu, phải ra Tết mới nhận được các bác nhé. Kể cả các bác chốt thì các bác ra Tết nhận cũng được. Nếu chấp nhận ra Tết nhận thì chúng ta cứ chốt và chúng ta sẽ, em sẽ đóng gói bao bọc và gửi cho các bác, là có thể đầu xuân năm mới là mùng 5 họ bắt đầu làm việc rồi, là có thể là đầu xuân là các bác sẽ nhận được nhé. Thì ở đây em giới thiệu thêm cho các bác là những cái sản phẩm này với giá cực kỳ tốt luôn. Đây, còn một con Spear Cure đây. Đây, con này cũng khá là ổn. Đấy. Đấy, mặt mũi thì đẹp hết nhá. Đó. Phần EQ đi cần gạt thôi, nó không chạy bằng pin. Phần đằng sau thì nó là bằng nhựa carboxit. Đấy, nhựa carboxit nhá quý vị nhá. Đó, nhựa carboxit kêu cũng rất là hay, rất là ok luôn. Đấy, con này giá 2,5 triệu. 2,5 triệu cho con số 1 này. Ở đây có 7 cây nhá. 7 cây, đây con số 1 này. 2,5 triệu. Cho con số 1. Con số 2 này, con số 2 mặt màu xanh sơn 3D. À, con đầu tiên cũng là sơn 3D, là thương hiệu là Pro Martin. Pro Martin đây, Pro Martin này đấy, hai mặt màu xanh. Đằng sau thì có hơi va quệt cái thùng chỗ này, hơi móp một tí, nhưng mà nó bằng thùng nhựa mình gắn rất là đơn giản thôi. Đấy, đây hơi có vết dạng đây nhá, vết dạng nhá. Đấy, hai núm volume điều khiển của nó đây. Đó, con này thì giá em bán cho quý vị là 2,3 triệu. 2,3 triệu nhé. Tất cả là 7 cây ở đây em giới thiệu báo giá cho quý vị, là sẽ kèm theo tặng thêm cho quý vị là một bao da, ba lớp, một bộ dây phụ và hai móng gảy. 2,3 triệu. Đấy. Cái này thì nó xứt cái đường viền là mét mà. Đấy, xứt cái đường viền là mét về chúng ta có thể gắn lại cũng được, hoặc là chúng ta xử lý đây. Mặt trước thì có vết nứt sơn mặt trước này. Đấy. Quý vị nhìn cái tay, ngón tay em chỉ chưa? Đấy. Vết lỗ sơn nhé. Đấy, đường nứt kia nó chả ảnh hưởng gì cả, nứt sơn nhé. Đấy, volume điều khiển này. Đấy, được chưa? Con này em bán cho quý vị với giá là
2 triệu nhá, 2 triệu tặng bao da ba lớp bộ dây phụ hai móng gảy. Đây con này size nhỏ này, CD nhỏ này, rất nhỏ gọn cho những bác nào mà người nhỏ này, Legend Aria này. Đấy. Made in Korea, con này cũng rất là hay luôn. Đấy, rất là hay luôn nhá. Đây. Đấy. Con này thì bác nào người nhỏ gọn thì chúng ta xài con này rất ok. Size nó nhỏ, xài con này rất ok. Con này 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi cho con số 4 nhá. Chưa lên dây. Đấy. Hai chưa lên dây đâu quý vị nhé. Đấy, lên dây thì phải như con này. Số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này. Đấy, này em báo giá cho quý vị lần lượt rồi nhá. Tiếp theo, phía sau này, hàng phía sau ba cây đã số 5. Đây, số 5 này thì con này có hơi dập mép này một tí này. Đấy. Đây, thương hiệu của nó đây. Toàn bộ là hàng bãi từ bên Nhật về. Thế nhưng mà thương hiệu của nó thì những cái con đàn này nó rất là cổ, rất là lâu rồi. Hàng mà thùng gỗ composite này quý vị biết rồi. Đấy, số 5 này. Số 5 này em bán cho quý vị với giá là con này 2 triệu nhá, 2 triệu cho con số 5. 2 triệu cho con số 5. Đấy, đến con số 6 này. Số 6 này. Đấy, con số 6 này. Tên và thương hiệu của nó này. Pô web cái gì đây đó. Đấy. Kiểu dáng làm theo kiểu của Tây Ban Nha cũng rất là đẹp luôn. Đấy, đời nhìn trông rất là cổ kính, rất là hầm hố luôn. Đấy. 2 triệu rưỡi cho con số 6. 2 triệu rưỡi con số 6 nhá. Toàn bộ hàng chưa lên dây, con số 7 này. Đây, số 7. Số 7 Pro Martin. Pro Martin. Đấy. Pro Martin. Đấy. Số 7. Số 7. Made in Korea này. Đấy, là số sản xuất đứng thứ 2 thứ 3 thôi. Made in Korea. À, con số 7 thì toàn diện hết, mọi thứ ok hết, giá 2 triệu rưỡi nhé. Đấy, 2 triệu rưỡi. Con nào mà bị dập vỡ hỏng hóc ở chỗ nào thì em báo luôn rồi. Đấy, con số 5 này em báo lại là cái thêm cái chỗ cắm cắm cái lỗ ra loa này thì em sẽ, nó đang tụt vào trong, nó bị vỡ nhựa tụt vào trong thì em sẽ lấy một cái tấm kim loại to làm sao nó phủ ở đây cho nó đẹp để bắt được cái lỗ cắm rắc ra loa nhé, đây là cái lỗ cắm rắc ra loa nhé các bác nhé. Đấy thì con này cũng đã bán rẻ là giá 2 triệu rồi. Đó là con số 5 nhé, báo lại cho các bác như vậy. Đấy, như vậy 7 cây ở đây em báo giá lần lượt cho các bác này, thứ tự 1 2 3 4 5 6 7. Các bác mà chưa nhớ giá thì các bác tua lại mà xem lại. Đấy, xem lại và hình thức thì mua ở bên em là nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng, test thử hàng, sau đó mới thanh toán tiền tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng là xong. Đây nhá, em test thử sơ qua 1-2 cây ở trong cái lô 7 cây vừa báo giá cho quý vị này. Đây nhá, rắc ra loa này, đang test vào con loa đó, Fender Squire 15 này. Đây. Đấy, kêu rất to luôn. Đây, tắt bỏ loa này. Đây là thùng đàn nhé. Đấy, tăng loa này chưa. Kêu rất hay luôn. Mà để gần loa không bị hề bị rú rít, không bị ù rè gì. Mà giá có 2 triệu 500 nghìn, quá là rẻ luôn ạ. Đấy, cắm cây nào sống cái đó cho quý vị nhé. Đây, cam kết quý vị rồi. Ở cây số 1 sang cây số 2 này. Đấy, loa đang kêu nhá. Chưa? Đấy, cây số 2. Cây nào kêu cây đó, sống cây đó. Đấy, số 3 này. Đấy, kêu ra loa mầm ngay. Số 4 này. Đó, kêu ra loa rất hay mà không hề bị rú rít ù rè gì cả luôn quý vị nhá. Số 5 thì đang tụt cái chân rắc vào xong rồi, này chưa lôi ra. Lôi ra vẫn đảm bảo là sống hết cho quý vị. À,
À con này thì không có con số 6 này là không không phải có cắm điện nhá. Con số 6 này là chạy bình thường thôi. Con số 6 này không có cắm điện đâu. Đấy để các bác nhớ. Em cứ tưởng con số 6 là có cắm điện. À, thử con số 7. Đấy, ra loa mầm ngay. Sống hết quý vị nhá. Đấy, có con số 5 thì là nó đang tụt rắc vào bên trong thì chưa thử, là con số 6 thì là không có cắm điện nhá, con số 6 là hàng thường thôi. Đấy, 7 cây là hoạt động bình thường, con này cho quý vị xem. Ngoài ra này em còn trên giá này em còn thêm mấy cây nữa. Mấy cây này thì em chưa căng dây chứ căn chỉnh, có thậm chí có những cây lỗi. Em xả luôn. Như là em báo giá luôn này. Đây. Vừa nãy 7 cây được không? Đúng không? Đây cây này, cây số 8 này. Cây số 8, đây là hàng phân khúc cao cấp hơn. Made in Korea. Con này thì hàng EQ cần gạt nhé. Đây. EQ cần gạt này. Đấy, con này giá là 3 triệu rưỡi nhé. 3 triệu rưỡi nhé. 3 triệu rưỡi cho con số 8 này. 3 triệu rưỡi cho con số 8. Là hàng chưa căng dây, em chưa test thử cho quý vị đâu. 3 triệu rưỡi cho con số 8. Đấy, là hàng EQ ngon nhé. Đây. 3 triệu rưỡi cho con số 8. Ở đây con số 9. Số 9 này. Số 9 nó đang bị hỏng cái phần ngựa này, nếu về bác nào sửa được. Nếu bác làm. Đấy. Đang hỏng phần ngựa và mất hết phần mạch điện rồi. Phần mạch điện không còn nữa. Mạch điện volume ở đây người ta lấy hết rồi. Con này về căng dây chơi thường thôi. Về sửa lại căng dây, sửa lại ngựa căng dây chơi thường. Con này em bán lỗ cho các bác con này, con số 9 này với giá là 1 triệu đồng nhá. 1 triệu cho con số 9. Đấy, xả lỗ. Ở đây con số 10. Số 10 thì đang thiếu EQ. Đang thiếu EQ. Đấy, số 10 đang thiếu EQ. Con này số 10 đang thiếu EQ mà lại đang vỡ ngựa đó. Đấy, Made in Korea nhé. Con số 10 này cũng xả nha quý vị với giá 1,5 triệu. 1,5 triệu cho con số 10. 1,5 triệu cho con số 10. Đấy. Con số 11 hàng EQ ngon. Hàng EQ ngon này. Đấy. Hàng Legend số 11 nhé. Hàng ngon hết. Giá 3 triệu cho con số 11. 3 triệu cho con số 11. 3 triệu cho con số 11 rồi. Số 12. Hàng bình thường. Đấy, giá 2,5 triệu cho con số 12. 2,5 triệu cho con số 12. Và kia. Con số 13. Đấy. Số 13. Số 13 cũng giá 2,5 triệu luôn nhá quý vị nhá. Đấy, nó cũng xem như nhau, nên là em quay đại khái cho quý vị thấy thôi. Họ 13 cây. 7 ở kia là 7 cây là đã căng chỉnh test ngon lành này. Đấy, 8 9 10 11 12 13 cây. Tổng là 13 cây, còn lại 13 cây. Bác nào mua được thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982 nhé. Các bác gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Còn ngoài giờ làm việc các bác vui lòng nhắn tin qua số điện thoại cho em nhé. Và em cam kết cho các bác là một điều như này. Các bác mua hàng sau ngày 24 âm lịch. Đấy, hôm nay 22 âm lịch rồi nhé, còn 2 ngày nữa thôi. Sau ngày 24 là các bác mua hàng, đặt hàng thì phải ra Tết các bác mới nhận được nhé. Em phải khẳng định với các bác như vậy nhé. Không đến lúc các bác lại bảo đặt hàng để mà chơi Tết thì sau ngày 24 là hàng không về được trước Tết đâu. Sau ngày 24 ra Tết các bác mới nhận được nhá. Em vẫn chốt hàng cho các bác nhưng mà phải sau Tết các bác mới nhận được nhá. Còn các bác mà mua trong ngày mai, ngày nay, ngày mai, ngày kia là chốt ngày rồi. Đấy, ngày kia là đến 5 giờ chiều ngày kia là sẽ không nhận hàng phát trước Tết nữa nhá. Mà sau 5 giờ chiều ngày 24 âm lịch là hàng sẽ phát cho các bác vào đầu năm, được chưa? Đấy, là tổng thể là 13 cây hàng thùng nhựa carbon sheet đã em vừa mới giới thiệu cho các bác, là tất cả mọi thứ chỉ việc căng dây là chơi. Con nào giá nào như em nào báo cho chi tiết như vậy. Quay vào vấn đề chính ngày hôm nay là ba cây này chốt cho bác Nguyễn Văn Minh ở thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy, thì bác này mua ba cây này là đều ngon hết. Quay chi tiết cho các bác từ đầu tới cuối luôn. Đấy. Là đảm bảo cam kết là đàn làm mọi thứ là ok ngon lành hết nhé, không hề bị dập vỡ, không hề bị nứt toác ở chỗ nào. Con đầu tiên này, Sepia Groot này,
hai cái núm cần gạt to nhỏ và sáng tối của nó này. Đấy. Đàn thì hơi xước sát một chút thôi, nhưng còn tất cả mọi thứ ok, đẹp hết, không hề bị dập vỡ, không hề bị nứt toác, không hề bị gãy vỡ ở chỗ nào cả. Em quay chi tiết cho quý vị để khi quý vị nhận hàng này, quý vị nhớ là bật máy quay điện thoại lên và yêu cầu nhân viên phát hàng là rạch thùng hàng nha, để chúng ta quay chi tiết từ đầu tới cuối, kiểm tra xem là chúng ta quay từ lúc bắt đầu rạch mũi dao đầu tiên, ta bóc ra kiểm tra xem trong quá trình vận chuyển có bị dập vỡ hỏng hóc thì không. Nếu dập vỡ hỏng hóc, quý vị có quyền không lấy hàng và gửi cái clip mà quý vị quay đó qua Zalo cho em, quý vị gọi trực tiếp cho em để em hướng dẫn cho quý vị nhá. Còn nếu mà khi quý vị bóc ra mà tất cả mọi thứ ok, hàng đúng sản phẩm, đúng chất lượng, hàng không hề bị lỗi hỏng gì cả, quý vị thanh toán được test 5 phút nhé, sau đó mới thanh toán tiền hàng cộng tiền cước người phát hàng cho quý vị là xong. Đấy, mua hàng ở bên em thì quý vị là với sản phẩm dưới 5 triệu không cần đặt cọc, không cần chuyển khoản nhé. Trên 5 triệu đặt cọc cho em 500.000, trên 10 triệu đặt cọc cho em 1 triệu, được chưa? Đấy, chỉ việc cho họ tên, địa chỉ, chi tiết nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tại nhà. Đây em test thường này. Rất ok nhá. Em cho volume này này. Đấy. Test bằng ngón loa. Tất cả những đống loa phía sau này của em là đều chơi được các thể loại nhạc cụ nhé. Các bác cứ mua những con Fender như thế này, Squire 15 này của nó là bass 20 nhá. Có volume tổng này. Đấy. Gain này, master này, chơi rất ok luôn nhá. Rất ok luôn. Đó, tăng phần sáng lên này. Đấy, tăng sạch tiếng sáng lên này. Đó. Rất hay luôn, để gần loa mà không rú rít gì luôn nhá. Đó, ok chưa? Quá ok luôn đúng không ạ? Bạn nhỏ xuống này. Đấy. Tiếng hơi thùng này. Đó. Là cây số 1. Cây số 2 của bác này nhá. Đây. Đấy. Tên là Aria. Dạ. Đấy. Electos Aria Pro đấy. Đấy, mặt mũi rất ngon luôn, rất ok luôn, phần EQ. Này EQ thiếu lắp pin thôi nhá. Đấy. Dạ. Phần lưng thì hơi chảy một chút này. Đấy. Không bị dập vỡ, không hề bị nứt toác. Đàn này, đàn bãi thì em cam kết với quý vị là không dập vỡ, không nứt toác thôi. Chứ còn đàn mà đàn bãi rồi thì mà cam kết mà không bị chày, không bị cấn, không bị xước thì rất khó. Đấy, em chỉ cam kết là không dập vỡ, không nứt toác, không gãy nhá. Đấy. Đấy. Để cắn lên loa này. Volume. Cái volume ở đây nếu mà chúng ta vặn nó sột sột để về các bác cha nhỏ tí dầu nhé. Hôm qua em đã nhỏ dầu rồi đấy, nhưng mà chắc là chưa thấm hết. Đó. Nãy là chúng ta chưa cắm hết rắc nhé. Đấy, chưa cắm hết rắc chứ không phải là do volume sột soạt đâu. Đây, vặn lại volume này. Đấy, vặn lại bình thường mà. Không hề sột soạt thế nào, mình cắm chưa hết rắc nó sẽ tạo ra cái tiếng như vậy. Rất ok luôn. Rất ok quý vị nhá. Đó. Sang con tiếp theo, con cuối cùng này. À, thương hiệu Beckley. Thương hiệu là Beckley. À, kiểu dáng nhìn trông giống đàn của Tây Ban Nha, rất đẹp luôn. Đấy, đàn rất đẹp luôn, bóng loáng. Ok, con này đẹp đẹp nhất trong ba cây. Đấy, cũng thiếu lắp pin thôi. Đấy, nhìn soi gương được phía sau này luôn. Made in Korea. Đấy, rất đẹp luôn, không hề bị dập vỡ, nứt toác hay gãy ở chỗ nào nhé. Đấy, mọi thứ ok hết, ngon lành hết. Cắm test cho quý vị này. Tiếng đàn không nhá. Giờ vặn volume lên này.
kêu rất hay luôn quý vị nhé. Đây, chúng ta điều chỉnh EQ đó. Đó, như vậy là ba cái cây đàn mà buổi sáng ngày hôm nay trung tâm chốt cho bác Minh ở thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động bình thường quý vị nhé. Và còn lại là 13 cây nữa thì em cũng vừa giới thiệu cho sơ qua cho các bác rồi. Bác nào thực sự quan tâm thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối nhé. Ngoài giờ làm việc nhắn tin có số điện thoại cho em. Số điện thoại của em có đăng ký Zalo nhưng hiện nay Zalo đang bị đầy do khách hàng kết nối nhiều nên các bác sẽ tìm không thấy. Các bác tìm không thấy cứ nhắn tin qua số điện thoại cho em nhé. Và đây thì em cũng về một lô khoảng gần chục cây hàng classic, phân khúc cao cấp. Toàn là những cái loại mà có EQ, có gắn EQ nhưng mà mã cao nhé. Hàng nó rơi khoảng tầm bèo nhất cũng phải tầm đến 25 đến 30 triệu một cây. Chẳng hạn đây có một cây Takama classic mà điểm khuyết này. Đấy, đây có điểm khuyết, hàng khuyết nhé. Hàng khuyết mà gắn EQ. Đây, cho quý vị xem sơ qua một chút về em nó này. Đấy. Đó. Con này giá rất cao các bác nhé. Đấy. Giá là nếu rồi, đàn rất đẹp luôn. Đấy. Em đang để trên này nó hơi khập khiễng sợ nó đổ nên nó không dám lôi hiện ra. Đấy. Hộp cát xê nhìn đã chất rồi, toàn mạ vàng hết, nhìn trông nó chất không? Tay khóa mạ vàng hết. Con này giá mát 30 đấy quý vị nhá. Đó. Em giới thiệu sơ qua cho quý vị thôi, lúc nào rảnh em sẽ căng dây căn chỉnh trong cái đầu em mới làm nít cho quý vị xem những cây đó. Giá trị rất là cao, những hàng mà có EQ mà hàng lòi luôn đấy, rất ok nhá. Bây giờ em sẽ tiến hành đến công đoạn là bao bọc và đóng gói những cây đàn này để cho lên đường đó, để phát hàng cho khách hàng, cho kịp khách hàng dùng trước Tết nhé. Đấy, còn các bác nào mà muốn mua hàng để sử dụng Tết thì chúng ta là đã những ngày cận Tết rồi, cố gắng là liên hệ sớm cho em trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thôi, không là cũng phải chờ ra Tết các bác mới nhận được đấy. Được chưa? Đó.
Bỏ cái dưới cái này nó đóng hàng nhé. Ừ.
vẫn còn trục.
Như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi xong cái clip mà trung tâm Vĩnh Phúc test và đóng gói những cây đàn guitar thùng bãi gắn EQ được xả hàng trong những ngày cận Tết, Tết Nguyên đán năm 2022. Cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Kính chúc cho quý vị những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc gia đình thân yêu của mình. Xin kính chào tạm biệt toàn thể quý vị.